đây là đường vào Ngô Mây các bạn, thị trấn Ngô Mây của huyện Phù Cát. Đó đường đi thẳng các bạn, còn đường rẽ phải đó sẽ đi qua đường tránh. Đó, hôm nay thì Thọ kênh Quy Nhơn City sẽ review cái đường ở phía đông, tức là phía dưới của đường tránh này các bạn. Cũng là một con đường đi xuyên qua, nếu mà không muốn đi hai con đường này, đường vô Ngô Mây và đường tránh từ đấng Ngô Mây, mình sẽ đi theo hướng đông của đường tránh từ đấng Ngô Mây, tức là đi qua xã Cát Trinh. Đó, xã Cát Trinh thì nằm bao quanh của cái thị trấn Ngô Mây này các bạn, nằm sát bên cạnh luôn. Thì vô tình hôm trước mình đi con đường này, mình thấy họ mở đường và họ lên cái đường nhựa rất là đẹp. Muốn quay lại cho các bạn xem là khu vực phía Cát Trinh này hiện nay phát triển rất là tốt các bạn, phát triển rất là mạnh. Quay cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ mình đi thôi các bạn. Mình đang ở đường quốc lộ 1A. Mình sẽ chạy qua Cát Trinh. Cũng xe nó chạy ghê lắm các bạn. Đó, nhất là xe Bắc Nam. Mọi người ra vào thị trấn Ngô Mây hết sức đặc biệt lưu ý cẩn thận đoạn này. Khu này là cách băng các bạn. Cách băng ra tới sân bay Phù Cát là cách băng. Thị trấn Ngô Mây thì trong này, trong này vẫn là còn cách băng các bạn. Thị trấn Ngô Mây nằm ở một tí xíu ở phía trong này thôi. Đoạn tránh Ngô Mây này đường bé lắm các bạn. Hiện tại thì họ đang sửa đường nữa, cho nên là đi qua lại đoạn này cực kỳ khó khăn luôn, nhất là xe bốn bánh trở lên các bạn. Đó, họ đang sửa đường bên tay phải này. Rồi mình rẽ phải hướng này các bạn, hướng hướng này là thuộc Cát Trinh rồi đó bạn. Đó, đoạn này họ làm nhưng mà họ chưa trải nhựa này, nhưng mà đường 4 làn xe nhé, rất là rộng rãi. Đường này sẽ qua công ty cổ phần Mây các bạn. Thì theo một số thông tin đó, thì sau này sẽ làm đường tránh theo hướng này các bạn, chứ còn cái đường tránh hiện tại đó, nó nằm trong nội đô của thị trấn Ngô Mây rồi, lại bây giờ nói mang tiếng đường tránh nhưng mà xe qua lại đưa đoạn đó chỉ chạy 4-50 thôi, cực kỳ chậm luôn các bạn. Đó, 3-40 chứ cũng được 50 nữa. Mỗi lần mình đi xe ô tô qua đoạn đó mình thấy cũng khó khăn. Sân quay phía sân sân vận động Phù Cát thì nằm ở dưới này luôn các bạn, nằm ở dưới đường này luôn này. Đó, chỗ này tới vùng Binh này. Nếu mà mở đường tránh theo hướng này á thì sẽ đi qua công ty cổ phần Mây Phù Cát và đi thẳng vào trong này các bạn. Theo mình nghĩ vậy. Đi đường này, đường này hiện tại thì ok ngon đó, đi thẳng vô đường này. Nhưng sau này mà mở đường tránh Ngô Mây, Ngô Mây sẽ sau này nếu mà có mở rộng thì sẽ mở về phía đông này các bạn, phía đông tức là phía này, phía dưới này là ruộng đồng nhiêu đó. Bắt đầu từ đoạn phía trên kia là đã trải nhựa xong rồi các bạn. Thì mình biết từ năm họ trải nhựa từ đầu năm tới giờ, cuối năm ngoái và đầu năm nay tới giờ các bạn. Hiện tại thì bữa trước mình đi du lịch ban đêm thì mình thấy họ xong rồi. Hôm nay dành một cái thời gian ra đây quay review cho mọi người xem ở chỗ Cát Trinh và chỗ Ngô Mây này nó phát triển như thế nào nhé.
ngon lành luôn các bạn, rất là đẹp, rất là ngon luôn. Vâng, Thọ ở Quy Nhơn xin chào mọi người ở Phù Cát nha, ở Cát Trinh, ở Ngô Mây. Vâng, đó, dọc đây các bạn thấy nhà cửa ngon lành không? Đó, nhà nào cũng 2-3 tầng hết các bạn. Nói chung là đi nhiều nơi Bình Định mình rất là mừng luôn. Bà con mình ở khắp nơi làm ăn được, xây nhà, sắm xe, đẹp. Ở các bạn phía trước đây là một cái khúc giao nhau này. Đó, chỗ đây là trái nhựa xong rồi này, đoạn này chưa này. Cái đường này mình thấy đỡ tên đường Bắc Nam này các bạn. Ngay chỗ bên trái đây là khu nghĩa trang liệt sĩ của xã Cát Trinh thì phải. Đó, trong kia thì các bạn thấy karaoke rồi nhà cửa ngon lành không? Đó, đây là trục đường Bắc Nam. Chắc là sau này là lấy con đường này làm đường tránh luôn. Cái đoạn các đoạn giao nhau đó, đó này các bạn là rất nguy hiểm nhé. Không thấy cảnh báo gì đèn đỏ hết, qua lại rất nguy hiểm các bạn, cho nên mọi người phải đặc biệt cẩn thận đi qua các cái ngã này. Vâng, địa chỉ ở đây là Phong An, Cát Trinh các bạn, thôn Phong An, xã Cát Trinh, Phù Cát. Đó, bạn thấy ngon lành chưa? Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đường đẹp, sạch sẽ. Lên vỉa hè, rồi trồng cây, bàn Đài Loan, rồi giữa đường là trồng thông, đèn trụ đèn chiếu sáng. Đó, bên phía này là vẫn là ruộng, bên này là xã thôi. Đó, còn mặt đây là sân đậu Phù Cát này. Ôi, sân đồng gác này đẹp ghê luôn các bạn, quá đẹp luôn này các bạn. Bên này đã có hồ bơi này bạn, hồ bơi gì ở Phù Cát này. Bữa trước mình có chụp hình một đoạn vào cuối năm 2023 rồi đó. Đó các bạn, đây là sân vận động Phù Cát, có lên ghế ngồi mái che rất đẹp nha. Mình ghế vào quay cho các bạn xem này, ghế vào một xíu. Một huyện nhưng mà làm xong động rất ok luôn. Đó, làm cái cổng chào vô đẹp các bạn. Không biết có vô được không, thấy kinh tuần hết rồi. Kinh lưới hết rồi bạn. Không vào được, không biết vào được hướng nào. Thôi kệ, mình đứng ngồi mình. Đứng ngồi quay cho các bạn xem xíu nha. Đây là đây có cái bảng này bạn. Đây. Công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng huyện Phù Cát 1832 đến 2002. 190 năm, vậy là đến nay là 192 năm rồi bạn, xong vận động Phù Cát. Đó. Quá. Wow. Trong kia trồng cỏ đồ đẹp ghê luôn các bạn. Đó các bạn, bạn thấy không? Đó, trong một khán đài ở phía khán đài A bên kia thôi. Ở bên kia các bạn, bên kia là chắc là đường vô. Đây là cổng chính nhưng mà bên kia sẽ là đường vô đó. Sân vận động Phù Cát các bạn. Sáng nay mình thấy có người làm trong này, không biết là họ làm gì đây. Đó, bên cạnh này, khu mở rộng của thị trấn Ngô Mây này bạn. Đó. Tức là đoạn này là thuộc xã Cát Trinh các bạn, nhưng mà khu đây là khu mở rộng của thị trấn Ngô Mây xuống. Đó, ok quá các bạn. Bên kia là nhà bảo vệ, nhưng mà đoạn này lại đóng cửa các bạn. Các bạn thấy cổng chào không? Nhìn hoành tráng không? Quá hoành tráng luôn. Phù Cát này phát triển cũng mạnh các bạn nha. Sắp tới hình như có giải bóng đá hay là giải gì đó, cho nên mọi người thấy mọi người trong kia
đang chuẩn bị gì đó bạn. Bạn thấy không, cái khuôn viên của sân động rất là rộng nha. Đó, nó còn rộng hơn gấp 2, gấp 3 lần sân động Quy Nhơn nữa các bạn. Lúc kia luôn, ở phía ấy luôn, phía sâu của khán đài các bạn. Rất là rộng các bạn. Vâng, đây là những hình ảnh con đường Bắc Nam đi qua xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Qua những hình ảnh này, các bạn có thể thấy là hiện nay xã Cát Trinh rất là phát triển, nhà cửa cũng như là đường xá, nhất là con đường trung tâm này là con đường 4 làn xe, vừa mới được trải nhựa rất khang trang. Bên cạnh con đường này đó là sân vận động Phù Cát các bạn. Đây là sân vận động được xây dựng khoảng chừng 3 năm đây, nhưng hiện tại thì cũng gần về đích và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Sân vận động này thuộc thôn Phong An của xã Cát Trinh và khu phố An Phong của thị trấn Ngô Mây, được đầu tư với 26 tỷ đồng. Và một lần nữa thì các bạn có thể ngắm nhìn con đường Bắc Nam qua với xã Cát Trinh. Và những khu nhà ở đây rất là khang trang. Bên cạnh con đường này có cả hồ bơi, Phù Cát, và rất là nhiều cơ sở vật chất tốt của thị trấn Ngô Mây cũng như là xã Cát Trinh. Một hai năm gần đây thì kênh Quy Nhơn City có đi qua lại đoạn này thì cũng khá là bất ngờ với cơ sở vật chất của xã Cát Trinh này. Và các bạn cũng thấy tuy vẫn là còn rất là nhiều ruộng đồng, nhưng mà chỗ quy hoạch để làm đường, làm nhà và làm những khu sinh hoạt chung thì rất là bài bản. Có những ngôi nhà thì trong quá trình đô thị mới thì cũng được xây cất rất là khang trang. Đây, hướng đây là hướng sẽ quay ngược lại từ phía nam của thị trấn Ngô Mây đi ra khu vực xí nghiệp mây Nhà Bè của Phù Cát, nơi có con đường Bắc Nam với 4 làn xe rất khang trang, có điện đường, có con lương mà kênh Quy Nhơn City hay đi đoạn này rất là trầm trồ vì sự thay đổi và phát triển của khu vực này của xã Cát Trinh. Năm 2023 vừa qua thì xã Cát Trinh là xã duy nhất của huyện Phú Cát được chọn để thực hiện xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, Cát Trinh đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia thực hiện các tiêu chí. Và nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Cát Trinh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới.
Đó các bạn, bây giờ sẽ tiếp tục chạy ra ngồi ở vài ngồi công ty mây kìa các bạn. Ở trong đây họ đỡ cỏ mọc um tùm quá các bạn, mình phải cắt đi. Mới chỗ Ngô Mây này bạn, rất là đẹp luôn. Trồng bàn rì lon này thì chừng 2 năm nữa thì sẽ mát rợi thôi các bạn. Cùng với tuyến đường này thì bắt đầu có những hàng quán này bạn, quán cà phê, quán nhậu này mọc ra rất là nhiều. Đó, đây là đường xuống xã Cát Trinh các bạn nha. Xuống đây đoạn nữa là tới xã rồi, Phong An, Cát Trinh. Cát Trinh này nó rộng, xuống dưới này rất là xa các bạn, giáp với các thành luôn. Các thành mà có cây suối nóng, suối nóng Chánh Thánh các bạn. Ở Cát Trinh này sẽ có suối nóng Hội Vân trên phía bên trên kia nữa các bạn. Suối nóng Hội Vân thì nằm hai địa bàn giáp ranh, đó là các Hiệp với Cát Trinh. Đó. Đây, qua tới đây thì họ trải nhựa tới đoạn đây thôi các bạn. Đó, từ đoạn này, còn qua đoạn này là bên công ty cổ phần mây. Đó, các con đường nâng cấp này cũng nguy hiểm này bạn, đi chú ý nha. Đoạn này biết không có kinh phí hay sao không trái nhựa hết luôn, đi cho nó sướng các bạn. Cứ đường lớn thế này mà đỡ đường bê tông là đi nó cứ cà kêu cà nhảy thì tầm chắc cỡ 2 cây số là cùng. Chạy nhựa một đoạn chỗ khu dân cư hồi nãy thôi. Chính những con đường này các bạn, con đường kết nối này đi mới nhiều, đi rất là nhiều luôn, chạy qua chạy lại, nhưng mà không trải nhựa thì đáng tiếc. Đó, phía đây các bạn là công ty mây này, công ty cổ phần mây các bạn, cụ cát này, với công ty gì đó nữa các bạn, hồi trước mình có xem nhưng mà quên rồi. Đó. Ở đây họ có mở các cái chi nhánh là dự trễ. BCC này thì có một chi nhánh ở tại phường Nhân Phú các bạn, rồi sau này họ chuyển ở đây. Nói chung là công ty mây mình thấy mở ra rồi đóng cửa là liên tục các bạn. Bên này là đó, công ty cổ phần mây phụ cát này, BCC phường Kim Phú, Cát Trinh. Còn đây là bên cạnh công ty cổ phần mây là cụm công nghiệp Cát Trinh này bạn. Đó, nề BC, cụm công nghiệp Cát Trinh. Này thì có thể chạy vào được các bạn, chạy vào để làm việc, sale các chương trình du lịch gì đó. Mình bữa nay mình đang tạm dừng sale các bạn, do mùa mưa rồi. Đó, một cái bùng binh rất là lớn chỗ đây các bạn. Mình đi hết bùng binh này cho các bạn xem đây.
rất là lớn luôn. Cùng bên này thì chạy ra một đoạn nữa là sẽ là quốc lộ 1A các bạn, mình sẽ chạy ra tới đó cho các bạn xem nhé, những cái đoạn đường này nó to như thế nào. Làm cái bùng binh thôi các bạn, không có đèn chiếu sáng gì hết. Đó, cho nên là đi nó không có sướng các bạn. Với lại đường bê tông này cũng lâu rồi, nó hư hết rồi này. Đoạn này thì xe kia, các bạn biết là xe công trình với xe lớn chạy ghê lắm, cho nên không có đường bê tông nào chịu nổi đó, có đường nhựa thôi. Đổ bê tông một lớp rồi trái lên một lớp nhựa 10 phân thì mặt may mới chịu nổi các xe trọng tải lớn các bạn. Chứ còn đường bê tông lại nó dính cái lớp mịn hết đi, còn sơ lại lớp đá thì không ngon không lành hết. Sẽ quay đây chút nữa sẽ mình làm một video về cao tốc đoạn qua Phù Cát này luôn, chỗ Cát Hiệp luôn các bạn. Cát Hiệp với Bình Thuận, Tây Sơn đó. Chạy thử hiện nay thì họ đã làm tới đâu rồi chỗ Bình Thuận các bạn. Chỗ Tây An với Tây Vinh thì ok, đã lên móng ngon lành rồi, chỉ làm thời gian nữa sẽ trải nhựa thôi. Còn Bình Thuận thì mình chưa có cập nhật. Đây các bạn, đường xé qua đây thì quán xé này, đó, cà phê này, sân vườn. Đường cua. Vâng, phía trước kia là quốc lộ 1A đó bạn. Và đường vào quốc lộ 1A và đường vào thị trấn Ngô Mây các bạn, trung tâm thị trấn Ngô Mây. Trấn Ngô Mây thì cũng nhỏ xíu à, sau dưới mấy cái xã này thì nhỏ xíu các bạn. Đó, ở quê mà có những ngôi nhà như thế này đúng là rất khá giá này bạn, theo kiểu biệt thự nhỏ đó, kiểu nhà cấp 4 hiện đại đó các bạn, rất là đẹp luôn. Nhà nó có sân vườn nữa các bạn, có sân vườn có thể tổ chức tiệc đám giỗ, rồi trồng những cái cây. Nếu có gia chủ nào có khá giả thì nuôi hồ cá coi, để vài cái cây cảnh nó đẹp đẹp, nó là y bài các bạn, y xì luôn. Vâng, cách khoảng 200m phía trước kia đó là quốc lộ 1A các bạn. Đấy. Ở ngoài này thì bắt đầu có khách sạn nè, ra giao quốc lộ có các khách sạn massage đấy, cho bà con mình đi đường dài có thể nghỉ ngơi các bạn. Đi qua Bình Định nghỉ ngơi thôn Kim Phú. Hotel An Phú, khách sạn An Phú các bạn. Anh Phú chứ không phải là An Phú. Ở đây các bạn, đi ra tay trái sẽ ra với chợ gồm Phù Mỹ. Còn về bên phía phải là chợ gồm Phù Mỹ các bạn. Về bên tay trái bên này là sẽ là thị trấn Ngô Mây. Đó, với các băng.
chạy đoạn vô vào trong đường Quang Trung của thị trấn Hoàng Mai cho bạn xem luôn nhé. Phía trước là thị trấn Ô Mây đó, đường bên tay trái là đường tránh các bạn. Nãy giờ mình đi một vòng đường tránh đó, để mình vòng đường tránh phía nam, còn đây là phía bắc của đường tránh đó. Chạy vào đây là đường Quang Trung, thị trấn Ô Mây. Ở Ô Mây này thì hiện tại thì cũng có các hãng xe này, hãng xe của Thaco này bạn, Thaco, Mazda, Kia và Peugeot. Tức vào trong này thì các cơ quan nhà nước nhiều nè các bạn. Cơ quan nhà nước của huyện Phù Cát tập trung hết dọc cái đường này. Huyện ủy Phù Cát này, trung tâm chính trị. Đó, mình vào đây là mình sẽ lên suối nóng Hội Văn này bạn, rồi lên cao tốc. Đó. Ok nhạc. Hội chợ các bạn. Vâng, đây là đường sắt Bắc Nam đi ngang qua trung tâm của Ngô Mây. Vâng, lên đây một xíu nữa là hết Ngô Mây các bạn, sẽ tới với xã Cát Hiệp. Rồi, video này mình dừng ở đây các bạn. Mình sẽ quay cao tốc video khác.